Hello mọi người, sau sinh thì không biết là có nhiều mẹ gặp vấn đề về tóc, về da hay là về cả chuyện ấy hay không. Sau sinh thì mình rụng tóc rất là nhiều, rụng như lá mùa thu luôn. Khắp nhà chỗ nào cũng toàn tóc là tóc, mà tóc thì đã ít thì chớ. Còn da thì có hiện tượng là bị khô, xuất hiện một số cái dấu hiệu của nám. Mình có một vết nám nho nhỏ ở đây khi mà mình không trang điểm, khi mà tẩy trang đi sẽ nhìn rất là rõ. Cơ thể thì thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, suy kiệt, kiệt sức. Và tất nhiên là cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cả chuyện vợ chồng nữa. Theo như mình tìm hiểu thì tất cả các dấu hiệu như là mệt mỏi này, rụng tóc này, da xấu đi này, trông già nua hơn và cả việc khô hạn thì đều đến từ nguyên nhân là suy giảm nội tiết tố nữ. Nội tiết tố nữ thì chính là một yếu tố quyết định về sức khỏe và vẻ đẹp của chị em chúng mình. Nôm na là chị em mà muốn xinh đẹp trẻ lâu thì bên cạnh việc chăm sóc ngoại hình bên ngoài, chúng ta phải quan tâm đến cả chuyện cân bằng nội tiết tố nữ từ bên trong nữa. Đặc biệt là sau quá trình sinh nở ấy, thì nội tiết tố nữ đã bị rối loạn mà biểu hiện ra bên ngoài rất là rõ ràng, đó là qua làn da. Da của chúng ta sẽ bị mất độ đàn hồi, thô ráp và có thể xuất hiện nám, sạm hay là tàn nhang. Quan trọng hơn là nó ảnh hưởng rất nhiều đến sinh lý của chúng ta, chuyện vợ chồng ấy. Có nhiều chị em thì có tâm sự thầm kín đấy là sau khi sinh thì hoàn toàn chẳng thiết tha gì trong chuyện ấy nữa. Mình nghĩ là chúng ta cần phải nghiêm túc nhìn nhận vấn đề, tìm ra nguyên nhân và giải pháp. Đó là một vấn đề mà ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của chúng ta. Và nó cũng là một vấn đề rất là văn minh, nên chúng ta không cần phải ngần ngại gì cả. Sau thời gian sinh em bé thì mình có sử dụng thêm cốm nội tiết Nefertiti. Cái này thì là dạng cốm mà mình đã pha ở trong những cái chai nước như thế này. Cốm nội tiết này thì được chiết xuất từ tinh chất mầm đậu nành. Và mọi người cũng biết là mầm đậu nành thì nó có tác dụng như thế nào đến nội tiết tố nữ của chúng mình rồi đấy. Qua tìm hiểu thì mình thấy là có rất là nhiều sản phẩm, kể cả đông y hay là tây y, nhưng mà mình ưu tiên sử dụng những sản phẩm từ tự nhiên vì mình nghĩ là nó sẽ an toàn hơn và không có những tác dụng phụ. Sản phẩm nội tiết mà mình đang dùng thì nó là dạng cốm như thế này, mầm đậu nành. Dạng cốm một gói này mình sẽ pha với khoảng 150ml nước và mình pha với nước ấm 60 độ nhé mọi người. Sau đó thì một ngày mình sẽ dùng đến 3 gói này. Cái này công dụng của nó là bổ sung nội tiết tố và bồi bổ khí huyết cho phụ nữ, đặc biệt là với các mẹ sau sinh ấy, khi mà cơ thể vừa bị mất máu sau quá trình sinh nở và nội tiết tố suy giảm thì nó sẽ có tác dụng là giúp cho mẹ nhanh hồi phục, bổ huyết và bổ máu nữa. Với các mẹ bình thường mà đã trải qua quá trình sinh nở thì sản phẩm này sẽ giúp cho chúng ta duy trì được vẻ đẹp, duy trì được nhan sắc theo bài thuốc tứ vật thang nổi tiếng của phụ nữ Việt thời xưa. Cái này thì mình được bạn giới thiệu mua của chị Phùng Khánh. Trước khi mua thì mình đã tìm hiểu rất là kỹ càng về người bán, cũng như là lục tung Facebook của người bán lên để đọc những cái review, trải nghiệm. Cảm thấy là khá là uy tín và hiệu quả nên mình mới quyết định mua thử một liệu trình để dùng. Khi mà bạn mua một liệu trình như thế này thì sẽ được tặng một chai thủy tinh như này, rất là dễ thương, tiện lợi và sạch sẽ. Mình là một đứa cực kỳ lười trong việc uống những thứ như là thuốc men hay thực phẩm chức năng, nhưng mà cái này thì đảm bảo với mọi người là cực kỳ dễ uống. Nó không có một cái mùi vị quá là đặc trưng mà chỉ thoang thoảng mùi của thảo mộc. Và có vị ngọt nhẹ một chút. Mình uống như là nước uống hàng ngày thôi, vừa giữ dáng, đẹp da mà lại giữ lửa hạnh phúc cho gia đình nữa. Các chị em quan tâm thì có thể inbox chị Phùng Khánh và mình tag ở phía trên nhé.